Hello anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 6 của event tuần rồi anh em ơi. Ngày thứ 6 rồi ha. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta đã có thông tin về một vị tướng mới rồi anh em ơi. À, phải tức là sao anh em? Tức là chúng ta sẽ không có là trải nghiệm tuần thứ 4 và cũng như là không có bị delay tuần anh em. Ra một phát là đúng theo cái lịch luôn ha. Hôm nay là ngày thứ 6 ra mắt cái con tướng mới Hyuri rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ra dự đoán về vị tướng mới đợt này xem là ai nha anh em ơi. Cái hình này nãy giờ mình ngồi mình trải nghiệm lâu lắm rồi anh em ơi. Đây là cái tấm ảnh liên quan đến vị tướng mới đợt này. Nó sẽ có là cái chi tiết mà chúng ta sẽ tham khảo, đó là cái cây kẹo anh em. Kẹo nè, rồi một cây kẹo bông ở bên này nữa. Thì nhìn khi mà nhìn cái cây kẹo bông này á, thì chúng ta sẽ nghĩ đến con Chopper đúng không anh em? Chopper đó. Rồi còn cái kẹo này là gì anh em? Và cũng như là những cái bong bóng này, những cái bong bóng này anh em. Rồi có cả đĩa bay, cái bát rau là cái ngôi sao, rồi các thứ anh em, giống y chang như là ở trong không gian vậy đó. Thì sẽ liên quan đến là những cái con tướng nào nó sẽ thích kẹo nè, rồi có năng lực kẹo nè anh em. Rồi sau ở dưới này chúng ta sẽ có thêm cái kho báu bằng vàng nữa anh em ơi. Hay cha, không biết đợt này tướng mới là ai anh em ơi. Nhìn nói chung là khá là nhức đầu anh em. Thì kéo một dàn cái comment của anh em ở dưới này, thì anh em comment đó là kẹo băm Chopper, rồi anh em dự đoán Chopper khá là nhiều luôn em. Nhưng mà mình tìm kiếm một vài cái thông tin về cái con Chopper này á, cái skin Tết này anh em, thì không thấy anh em ơi, không thấy nhiều ha. Nói chung là anh em dự đoán Chopper rất là nhiều luôn em. Thì không biết anh em ở trên kênh dự đoán thử coi là ai anh em. À rồi, tức là chúng ta sẽ qua tuần sau anh em, tức là vào ngày mai chúng ta sẽ có thông tin về vị tướng mới luôn đó anh em. Anh em nhớ theo dõi kênh nha. Nếu mà ra mắt thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh và cũng như là đọc skill đánh giá sức mạnh của em nó luôn anh em ha. Rồi, tỷ lệ rất là cao chúng ta sẽ nhận thêm một cái skin tướng, và cũng như là nếu mà là skin đó anh em thì chúng ta sẽ là con tướng limit, tướng giới hạn anh em ơi. Đó, nhưng mà mong rằng là đừng có ra tướng giới hạn để cho anh em Tết này anh em có tướng mới anh em chơi. Chứ mà ra tướng giới hạn thì nói chung là khá là mệt mỏi anh em ơi, bởi vì nó khó tìm kiếm á, khó up lên E5 được các thứ anh em, thì chúng ta là chơi nó không có được là trọn vẹn ha. Rồi sau này thì anh em không có thể nào mà sau này anh em không có thể nào mà kiếm thêm được mấy cái copy nữa anh em ha. Rồi thì coi thêm một vài cái hình ảnh mình đã có đánh là Chopper New Year One Beat anh em, thì sẽ ra một số cái skin như thế này. Ơ cái gì vậy ta? Đó nên là không biết là cái skin nào nó mới đúng với lại cái con Chopper anh em ơi. Đây anh em coi nè. Đó, một số cái skin của Chopper như thế này ha. Nhưng mà không có không có cái skin nào mà có cầm cái kẹo bông hết anh em ơi. Có cầm kẹo nhưng mà không phải kẹo bông. Đây anh em thấy không? Rất là nhiều cái skin của Chopper luôn đấy anh em, nhưng mà không biết là cái nào mới là đúng của nó anh em ơi. Cái con này là con Chopper Giáng sinh hồi đợt mới ra mắt nè anh em. Đây Chopper Giáng sinh nè ha. Còn nếu mà là tính ra Chopper đợt này anh em thì nó chỉ có mấy cái skin này nó sẽ liên quan thôi. Đây Chopper Halloween rồi các thứ nữa nè. Đấy, nên là đợt này không biết là có phải là Chopper hay là không, hay là một cái con tướng khác. Nhiều khi nó lại ra tụi Yuta hay là những cái con tướng nào mà liên quan đến kẹo anh em. Ví dụ như là co thằng gì ta, Sotlatte Poro gì đó anh em. Đó là con của Bitmom á, nó cũng có năng lực kẹo anh em. Rồi cái bát rau này thì mình sẽ liên tưởng tới con Yuta anh em ơi. Liên tưởng tới Yuta nữa anh em. Đây, rất là nhiều anh em mà là comment Chopper rồi các thứ luôn nè. Thì anh em dự đoán thử coi là ai nha. Rồi còn một vài anh em kiên định với lại cái ý kiến của anh em trước đó, đó là ra cái con Hyuri rồi, bây giờ ra thêm thằng anh nữa, đó là con Mono. À ra Monosuke. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xem lại cái nộ của Monosuke thử coi là nó nộ như thế nào luôn nha anh em. Nói chung là khá là thú vị đấy. Cái này hồi đợt mình có review cho anh em xem rồi anh em. Đây nếu mà ra con Mono anh em, Monosuke á, thì chúng ta sẽ có cái nộ như thế này. À, đây là cái bối cảnh của Wano anh em ha. Đây nè, độ đây nè. Đó, độ của Mono này nó sẽ là như vậy nha anh em. Mono dạng này là chưa có biến thành rồng đâu anh em ơi. Đây, ơi cái này là con Hyuri nè anh em, coi thử coi độ có đúng hay là không nha anh em. Hyuri nè. Lúc này thì ở trong game thì nổ y chang như là cái lúc mà mình review luôn anh em ơi. Nếu mà Hyuri nổ giống y chang như vậy, đây, một quạt nè. À, anh em thấy ok chưa? Giống y chang như cái nộ ở trong game đúng không anh em? Quạt một cái quạt như thế này. Còn Mono thì chắc là nó chỉ đứng lên... đây, coi lại một lần nữa đi anh em. Đây là... mấy cái bối cảnh nhỏ nhỏ như thế này thì chúng ta bỏ qua anh em ha. Mấy cái bỏ như mấy cái bối cảnh nhỏ nhỏ thì bỏ qua luôn anh em nha. Đây, đây là một cái nộ của Mono nè. Đó, nó chỉ vậy thôi.
nhiều khi nó sẽ đứng lên đây đó, thêm một cái hoàn cảnh như thế này nữa nếu mà nó ra mono anh em ha. Rồi còn nếu mà ra cái con tướng skin mới hay là con chopper new year được cái thứ đợt này anh em thì chả biết gì cái nộ và cũng như là cái tạo hình nhân vật của nó như thế nào nữa anh em. Đó thì chắc là để ngày mai thì chúng ta sẽ có thông tin về vị tướng mới đợt này luôn em ha. Đó đợt này thì dự đoán được tới đây thôi anh em ơi. Anh em hãy dự đoán ý kiến của anh em cũng như là cái con tướng mới đợt này là ai hãy comment bên dưới nha. Rồi dành cho những ông nào mà tưởng tượng đến con Yuta đó thì có thể xem luôn cái nộ này của con Yuta luôn nha anh em. Lúc này là San tóc đỏ đang với lại băng của mình với lại kết hợp với lại mũ rơm đang đánh boss anh em ơi. Ông nào mà coi cái ad cái gì ta cái bộ lẻ mà có Yuta đó anh em. Đó, bộ red á thì anh em sẽ là thấy được cái nộ nó như thế nào. Chà, San tóc đỏ ngầu thực sự anh em ơi. Là cái này là nộ của San thôi anh em. Bây giờ chúng ta coi nộ của Yuta nha. Đây anh em ơi, nộ này mới là nộ của Yuta đây. À thì cái background nó cũng khá là giống với lại cái bộ red đó anh em. Giống y chang luôn anh em ơi. Hay chà, đợt này mà ra Yuta, nhiều khi Yuta thì đợt này thì nói chung là cũng khá là khó để mà ra đấy anh em. Nộ này là hình như là nộ của hai đô đốc hải quân anh em ơi. Ôi trời ơi. Đây anh em, Kizaru. Đẹp thực sự anh em nhờ. Bộ này bộ của Yuta nha anh em, nhìn đẹp thực sự ha. Rồi các anh em, đó là toàn bộ những cái mà mình là dự đoán được anh em ơi. À, không biết đợt này là có phải chopper hay là những cái con tướng khác hay là không, bởi vì cái hình này nó trừu tượng quá, nhiều anh em giờ là dự đoán ra không được đó anh em. Thì khi nào mà con tướng mới ra mắt thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh nha. Rồi quay lại game anh em ơi. À, ngày hôm nay thì chúng ta đã ở những cái ngày cuối cùng của game rồi, nên là anh em ráng cố gắng tích thêm thùng để chuẩn bị chơi tướng mới anh em ha. Thì ông nào có điều kiện thì có thể đua tham gia thêm đua top này. Hiện giờ mình đang quay cỡ chừng 650 thùng và đang ở top 7. Chắc là mình sẽ đẩy thêm cỡ chừng 50 thùng nữa để lên top thêm anh em ơi. Hiện giờ thì đang bị rớt xuống cái móc gọi là móc top 7 rồi anh em ơi. Trời ơi, đây 650 top 7 rồi. Chắc là mình sẽ xả thêm cỡ chừng 50 thùng nữa để mà đua top anh em ha. Đẩy thêm 50 thùng ở bên hệ chính xác nha anh em. Một, biết đâu được nó ra thêm con Hijori sao anh em. Hai, đấy, để đua top thôi anh em ơi. Hơi thốn tí. Ba, trời ơi không ra luôn ta, khó lắm nha anh em. Hijori mà 50 thùng mà hơi bị khó đấy. Bốn nè, biết đâu bất ngờ đúng không anh em. Năm nè, rồi thôi xong rồi, không thấy luôn rồi. Làm thêm nhát nó đi anh em cho nó chắc cú. Là 60 thùng á anh em. Rồi nếu mà 60 thùng thì mình sẽ nằm ở 701 à. Mới có 701 anh em ơi, nằm ở móc thứ 6. Chà mấy ông này cũng nhảy dữ gì ta. Hy vọng là sẽ nằm ở trong top 10 để lấy thêm mấy cái mảnh vẽ Vegapin để mà mua Aien Sabo anh em ha. 25 mảnh thôi là chơi đủ rồi. Không có đua thêm top 3 thì nó chỉ được thêm 5 mảnh thôi anh em. Quan trọng nhất là top 1 và top 2 nè. Nó nhảy lên tới 50 và cũng như là 40 mảnh ấy. Chúng ta mới mua mới phê được. Chứ nếu mà chơi ở giữa giữa như thế này á, top 10 thì cỡ lấy 25 mảnh là ok nhất rồi anh em ơi. Rồi tuần này thì mình cũng đã xả xong tài nguyên của cái gạt mía ATM rồi anh em ha. Đây điểm danh lại một lần nữa để cho anh em được nắm rõ luôn. Chà tướng mới đợt này nói chung là nó cũng mừng đó anh em, nhưng mà nó cũng khá là thốn thận so với lại cái con với lại cái meta bây giờ đó anh em. Bởi vì chúng ta bữa giờ chúng ta xả thùng nhiều quá rồi đó, cứ ngỡ là nó sẽ bị delay một tuần anh em ơi, nhưng mà không anh em. Vậy như nhà phát hành họ sẽ là cho ra tướng mới luôn, để nhiều khi là gần nghỉ Tết rồi nè anh em, nên là cho nhà phát hành mấy nhân viên á họ sẽ vận hành cái con tướng mới này một cách trơn tru nhất. Chứ mà lúc mà ra tướng mới là lúc đó đã nghỉ Tết hết rồi anh em, đã nghỉ Tết hết rồi thì đâu có ai vận hành nhiều đâu anh em. Có vận hành đấy, có việc làm việc ở nhà đấy, nhưng mà không có được gọi là đông thành viên. Nhiều khi có cái sự cố gì là họ sẽ tập trung họ làm luôn anh em ha, để cho nó sớm luôn đấy. Rồi, một vòng ở bên chim màu đại tặc nè. Xuống vòng quay thì mình đã đi hai vòng, giống như là bên đặc biệt thì cũng đã quay lố hết rồi là trăm mấy thùng để đua top anh em ha. Chịu hồi thú cưng đợt này thì chắc là để qua tuần sau đi anh em, mình sẽ xả luôn anh em. Tuần sau không biết là cái rương mảnh thú cưng này nó sẽ nhảy qua ra cái con tưa cái rương mới, hay là nó sẽ nhảy ra cái con bạo chúa này nữa anh em ơi. Mình nghĩ qua tuần sau thì nếu mà được á, nhà phát hành họ sẽ đổi cái rương bạo chúa này thành rương con cá mập đó anh em. Là xả mát binh luôn á. Đang cần cái con cá mập lắm luôn á, nhưng mà không có lấy được anh em ơi. Khó lắm, hên xui quá. Rồi, thùng bia anh em ha. Thùng bia ở bên cái hồn hải tặc này cũng đã đổi xong rồi nha anh em. Ưu tiên đổi thùng bia.
mình đã đổi thêm ít góc biên vàng cũng như là xu vòng quay để chuẩn bị cho cái vị tướng mới đấy. Ở bên cửa hàng thuốc này thì mình cũng đã đổi lính chì rồi. Lễ hội trang bị thì không có chơi anh em ha, vừa đủ chơi rồi. Rơi ải dép Luffy, bên này mình cũng đã mua năm xong luôn cả 5 cái bánh lái chiêu mộ rồi anh em ha. Mình đang có 900 cái dép nè, vô mua thêm một cái rương để mở hên xui nha anh em. Đâu rồi, biết đâu bất ngờ đúng không em, cái rương này thì nói chung là mở được hên hên á thì chúng ta có thể mở được nguyên con tướng luôn nha anh em, nguyên con Hiyori luôn. Trời ơi trời, chán ghê chưa. Đây, thùng của mình hiện giờ đang còn 3.000 thùng anh em ha, 4.300 cốc bia và cũng như là 4.700 xu vòng quay. Nói chung là tới tướng tướng mới thì cân được nha anh em, cân khá là khỏe luôn ấy. À, có hai chiều vượt ngục nè anh em, vô xử lý luôn đi. Hai chiều thì trời, hai chiều không đủ đi ở vòng bên kia nữa em ơi. Hai chiều không đủ đi vòng bên kia nữa, kiếm thêm một chút kim cương bên này cũng được, được 200 kim cương nè. Rồi còn chút thời gian ta sẽ cùng đi BK nhẹ nhẹ đi anh em ha. Rồi ngày mai chúng ta sẽ có thông tin về vị tướng mới luôn anh em ơi. Tới đó thì mình sẽ cập nhật và review trên kênh về cái bộ skill của nó luôn, thử coi là chơi có ok hay không. Đợt này thì nếu mà ra cái con tướng kẹo như thế này á, liên quan đến kẹo các thứ như thế này á, thì mình nghĩ nó sẽ khá là ui, mới ra cái con tướng hỗ trợ mà ta, bây giờ không lẽ ra tướng hỗ trợ nữa anh em. Nếu mà ra chopper kẹo bông gòn rồi chopper new world như thế này thì tỷ lệ rất là cao nó sẽ là tướng hỗ trợ. Mình nghĩ chắc không phải là chopper đâu anh em ơi, nó sẽ là một con tướng khác đó. Đó, nó sẽ liên quan đến là nói chung là nó sẽ liên quan đến Adrano hay không ta, bởi vì tướng đợt này á nó sẽ liên quan tới Tết, nhưng mà Tết thì nó sẽ không liên quan, nó sẽ không có liên quan đến cái Adrano đợt này. Đợt này ra Hiyori rồi Mono rồi các thứ á, nó mới liên quan đến cái Adrano. Nhưng mà đợt này nó đang cái con tướng limit giới hạn là thấy bà luôn em ơi, tướng giới hạn cái là chết queo luôn đấy, không biết như thế nào luôn á ha. Nếu mà ra cái con chopper hoặc là những cái con tướng nào mà có skin liên quan, nhiều khi là Nami New Year rồi các thứ cũng có nữa nha anh em, có Nami New Year rồi nữa chứ không phải không đâu. Ủa sao bên kia mạnh vậy, trời ơi sạn đồ các thứ đó kìa anh em, lù Anno rồi nữa kìa. Thằng lù Anno hiện giờ mình cảm thấy như là nó đang khá là trâu bò luôn em ơi, nó trâu lắm. Trời ơi Zimbe một đấm bay màu, Kaido bên kia bị một chém anh em, nửa cây máu. May quá. Có Hiyori này hình như là nó có xóa luôn cả mấy cái hắc hỏa của thằng sạn hắc ẩn luôn anh em. Khi mà nó nổ nó xóa luôn cái mấy cái hắc hỏa luôn anh em, rất là ok. Trời ông này cũng mạnh dữ vậy ta. Ủa quỷ Kaido bên kia quái vật vậy. Này thì ui đánh không xin nhê luôn kìa. Đánh không vô máu được luôn anh em, ghê thật. Kaido bên kia nó chuẩn bị, ui nó vào Long Thần luôn rồi kìa anh em. Nó chuẩn bị nó long thần thêm một nhát nữa rồi kìa, vào long thần tiếp. Trời má ơi mạnh vậy, thằng hồi nãy là có thằng lù luôn á anh em mà đánh không vào máu của nó được luôn ấy, cái gì vậy ta, sao mà bé dữ vậy ta. Ghê thật. Ok cuối cùng cũng hẹo anh em ơi. Wow, lâu lâu gặp Kaido rồi là lên đồng anh em ơi, nó đánh ghê quá. Lâu gặp Kaido lên đồng đánh ghê quá anh em ơi. Cha bo li liệt kìa. Không sao nè, không sao. Còn Hiyori mình có thể xóa được cái hoa vũ anh em ha, nên có thể lo được cái kèo này. Nhưng mà hai con Hiyori ơi, cái con lù đi ca với lại lù đi ca với lại con Pudding của mình nó đang tự động là đập nhau rồi kìa anh em ơi. Đợi Hiyori nó nổ lâu quá anh em. Bên kia có lù nhảy nó, ui rồi xóa được hoa vũ rồi, hên quá. Đó Hiyori nếu mà anh em muốn xóa hoa vũ thì anh em phải build cho nó tóc cao cao một tí anh em ha, để cho nó xóa hoa vũ mới được. Chứ mà đợi Hiyori nó nổ xong nó xóa hoa vũ rồi coi như là team mình tụi nó đánh nhau là tơi tả luôn rồi đấy. Bên kia tính ra cũng hơi ao meta anh em nhờ, không có chơi Brock Wano được các thứ. Đợt này ra tướng mới không biết nhét vô đâu nữa ta. Nhưng mà để coi cái bộ skill nó như thế nào anh em ha. Nếu mà bộ skill ok chúng ta có thể chăm trước là nhét vô cái con Pudding đồ các thứ nè anh em. Pudding rồi Lunica đồ nè. Nếu mà có thấy hiệu quả hơn. Đợt này chắc chắn là sẽ là một con tướng đam nha anh em. Chắc chắn sẽ là một con tướng đam chứ không phải là tướng với tướng hỗ trợ đâu. Bởi vì nó mới ra con hỗ trợ là con Hiyori đây mà anh em. Nếu mà tướng đam như thế này không lẽ là con
sát Lotte là Pero Pero đó anh em, thằng mà có năng lực kẹo á, có đó là liên quan đến băng của Big Mom. Ê, nếu mà tính ra con Pero Pero đó nó cũng liên quan tới cái Adwano đó anh em, đúng không anh em nhờ, cũng khá là hợp lý đấy chứ không phải không đâu anh em ơi, khá là hợp lý luôn ấy. Để tí hồi nữa mình đánh xong cái trận ui ôi bo e năm ê thôi rồi lửa bơi rồi, bên kia tóc cao hơn nha anh em, bên kia tóc khá là cao đấy. Rồi dính mấy quả tín đồ rồi, bên kia thì có cả Brock Wano rồi Sira nha anh em, Brock Wano Sira chơi team này gọi là gì ta, khá là đúng với lại cái meta luôn đấy anh em. Trời ơi, đó xóa luôn cái hai vũ liền anh em, khá khỏe. Nhưng mà đợi phải tới tên 2 mới xóa hai vũ, ở cuối tên 1 mới xóa hai vũ thì nó hơi trễ một tí anh em ha, nó phải nổ đầu mới xóa hai vũ mới hợp lý hơn. Nhưng mà Hiyori này thì để mình nghiên cứu coi là lên đường nào hợp lý anh em, chắc là mình sẽ lên tóc đi, tóc máu anh em, vừa tóc vừa máu ha. Rồi bút đi mình nổ được rồi, ở bên kia có một vài đứa bị dính cái ký ức anh em ơi, khỏi hồi sinh nha, khỏi hồi sinh nè, trời nó vẫn còn bất tử khó chịu quá. Nami có Nami New Year không anh em nhỉ? Ui ôi ôi, thôi xong rồi, cái tín đồ của con Bo là lợi hại quá anh em ơi. Có đứa nào hẹo không? Ok, Bo bay màu. Bây giờ đợi, ui ôi không đợi được luôn. Một mình con Pudding có thể cưng được cái kèo này không? Ta không chờ xem. Khó nha anh em, kèo này nếu mà cưng tìm khó lắm anh em ơi. Trời bay màu luôn rồi, quá kinh dị. Rồi, sẽ coi là cái con tướng Pero Pero, Chat Lotte Pero Pero anh em thì nó skin như thế nào anh em hả? Không biết giết này có đúng hay không nữa. Pero rồi, nó cũng ra đây anh em, đúng rồi. Chat này không phải chữ T, chữ R mới đúng nha. Chat Lotte Pero Pero thì nó sẽ có cái nó cũng sẽ liên quan đến kẹo được cái thứ anh em. Nó cũng sẽ liên quan đến kẹo đồ nè, đó. Đây là hình ảnh của nó đây nè anh em. Đó, nhưng mà không biết là đợt này có ra mắt đúng là không nữa anh em ơi, thì tới đó chúng ta sẽ cùng chờ xem ha. Nó cũng sẽ có liên quan đến là kẹo với lại cái Adwano đấy. Nó ra cũng khá là hợp lý. Đây nè, đây là skin của nó đây. Đây là cái tạo hình của nó đây anh em, nhưng mà cái kẹo này là nó là cái gậy nha anh em. Rồi cái ba cái bong bóng nên là tỷ lệ ra thì chắc mình nghĩ là chắc không có rồi anh em ơi. Nami đi, Nami New Year. Đây nè, Nami này thì rất là nhiều cái skin của nó rồi anh em ha, nên là không biết là cái nào luôn anh em ơi. Anh em dự đoán thử coi là ai nha. Rồi các anh em ơi, đó là video ngày hôm nay. Anh em thấy hay hãy cho mình like theo dõi kênh. Ngày mai có thông tin về vị tướng mới thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh nha. Ok, cảm ơn rất nhiều.